xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đã bao giờ khi gấp lại trang cuối cùng của một truyện ngắn, các bạn bần thần vì cảm giác dường như chuyện không phải là một sản phẩm của trí tưởng tượng, mà như thể là câu chuyện hoàn toàn có thực trong đời sống. Nói sự chân thật luôn là cốt lõi làm nên cái hay, cái thấm thía của một sáng tác văn xuôi là vì thế. Chuyện ngắn có tựa đề Má của tác giả Lê Nguyệt Minh mà chúng tôi giới thiệu tới các bạn trong buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay có những điểm sáng rất đời thường, nhưng chạm và rung động sâu xa về cuộc sống, cuộc mưu sinh. Qua giọng đọc Phương Hằng, mời các bạn cùng nghe chuyện. Năm 20 tuổi, tôi về làm dâu nhà má lúc đó má 40 tuổi. Nhà chồng tôi bé tí, đầu thừa đuôi thẹo. Tôi lấy ổng vì sự mai mối của người chị cùng chỗ làm. Hơn nữa, mẹ tôi nói, con gái lớn rồi, để lâu không lấy chồng, dễ sinh hư. Một mẹ một con, bố ổng chết từ hồi nào không biết. Nhưng cái nhà một mẹ một con nhìn rất chán, chật trội như cái áo sách vá mãi vẫn thùng. Má chồng tôi người miền Bắc Bà rất đanh đá Má bán buôn ở chợ Bán đủ thứ trên đời Gặp gì bán đó Lỗ cũng bán, rẻ cũng bán Đắt cũng bán Mà đôi khi cho không Nhiều lần theo má đi bán Thấy kỳ quá Tôi hỏi Má bán gì kỳ cục vậy Má trả lời Cỡ nào cũng phải bán được Lỗ tao cũng bán Lấy tiền mua cái khác về bán lời hơn Chứ vì trở lãi 2.000 bạc rồi mãi mới bán được, làm sao xoay được vốn. Mà kiểu của bà, Chả đi lấy hàng ở đâu xa, lấy đầu chợ, bán cuối chợ, thế mà vẫn có lời. Nhưng má bị thần kinh, cứ ngày nào nắng to là leo lên nóc nhà chửi búa xua, chửi tầm bậy tầm bạ. Má chửi văn hoa chữ nghĩa, câu này nối câu kia, nghe chỉ thấy tức cười. Tôi ở với mẹ đẻ 20 năm, thì ở với má 40 năm. 40 năm, mẹ chồng nàng dâu khắc khẩu, không biết bao nhiêu lần. Cứ bắn ế về là má kiếm chuyện, chửi hết đứa này đứa kia. Tôi thuộc lòng câu má chửi chồng tôi. Mỗi lần sắp cãi lộn, má sẽ phi ra trước cửa, chửi vào. Cả xóm sẽ nghe thấy. Có lần bực quá, tôi đôi co với má chồng. Khi bà đuổi cổ tôi với ba đứa con ra khỏi nhà. Má chồng tôi đã vào tuổi 70, lưng bắt đầu gập xuống, những ngón chân quen đi đất tỏe ra, hầu như quanh năm dính cát dính đất. Bà có thói quen nhai trầu suốt ngày, lâu lâu lại nhổ đánh toẹt vào tường. Cả mảng tường loang lổ vì trầu bà nhổ. Các con tôi phản nàn bà rất nhiều lần, nhưng bà chỉ cười, mắt lấp lánh như được khen. Bà đặc biệt có một tình yêu cháu nội không ai sánh được thằng minh là cháu đích tôn mỗi khi tôi hoặc chồng đánh nó vì minh không nghe lời hay học dốt chỉ cần thấy chồng tôi tay lăm lăm cái roi là mẹ chồng lại chạy ngay ra trước cửa chỉ tay vào mặt chúng tôi hét lên ôi giời đất ôi tao lấy chồng đẻ năm đứa con chết mất bốn còn mình mày được mỗi thằng cháu đích tôn tiên sư mày đánh nó thế hả bà gào bà chửi tay chỉ vào nhà không hạ xuống ngại quá, chồng tôi tảng lơ, dắt xe ra ngõ, đi mất hút. Tính bà thế, đã yêu ai thì yêu ngất trời, gặp cái có gì cho ngay cho luôn. Nhưng ai mà bà đã ghét thì bà chửi, bà chi, bà chiết, không thương tiếc. Bực cái tính bà, tiện lời là chửi, là la, là mắng, tôi chẳng bao giờ dám đưa bạn về chơi. 70 tuổi, nhưng má chồng tôi vẫn đi bán hàng rong đi chân đất đầu đội nón, mặc cái áo có may hai túi đằng trước, đòn gánh hai sọt đi khắp Sài Gòn. Dù mưa hay nắng, bà vẫn đi, ngày nào cũng tối mịt mới về. Hôm ấy trời mưa, phố ngập lênh láng, má không về, cả nhà đứng ngồi không yên. 9 giờ tối, má chồng tôi vẫn chưa thấy về. Thằng Minh bỏ ăn tối để chờ bà về mang bánh hỏi heo quay cho nó như đã hứa. Ruột tôi nóng như lửa, bồn chồn Sài Gòn đang giữa mùa mưa, cơn mưa đã kéo dài suốt từ 2 giờ chiều, hầu như không hề nhỏ lại, nước không kịp rút. Cả xóm, nhà nào cũng lênh bênh nước, thau chậu bắt đầu bập bềnh trôi khắp các ngõ hẻm. Hồi sáng, mà gánh hai gánh chuối nặng oằn vai, quầy quả lên đò để sang bên quận 5. 70 tuổi, chân đất áo mỏng trời mưa, không biết má đi đâu. Ông Định đi tìm xem bà đâu chứ ngồi đói hoài à tôi đã văng cái chổi quét nhà nước mưa bắn lên tung tóe khi chồng tôi cứ ngồi nghe cải lương bị nước bắn lên người ổng nổi điên khùng hả mưa vầy ngập nước đi sao nổi mà đi nghe chồng nói vậy tôi càng khùng lên phăm phăm dắt xe ra khỏi nhà tới đầu ngõ nước đã ngập non bánh xe xe chết máy tôi đứng đạp mãi không chịu nổ thứ đàn ông mắc dịch, mẹ đẻ ông chứ mẹ đẻ tôi hả?" Đang lẩm bẩm thì bà cụ ở đâu xuất hiện, giữa mưa giọng vẫn oang oang. "Mày đi đâu giờ này?" Tôi ngẩng phát lên, chiếc xe ngã chỏng vó xuống rãnh nước, người tôi ướt sũng vì vội đi chả kịp mặc áo mưa, người má cũng ướt, chiếc nón vẫn đội méo mó muốn rách, chân má ngập trong nước, quàng gánh vẫn còn nhưng chuối đã hết nhìn má tôi vừa xót vừa bực bà đi gì mà đi dữ vậy làm tôi lo muốn chết bà chẳng nói gì vén quần cao tận bẹn lò dò từng bước vào nhà lòng tôi xót xa nhưng máu nóng vẫn bốc lên có phải tôi tệ đến mức để má phải đi buôn thúng bán bưng cả những ngày mưa như thế này đâu má về cả nhà tôi thở phào cô mình nhảy cẫng lên vì sắp được ăn bánh hỏi với heo quay. Chồng tôi vẫn điểm nhiên, vở cải lương chưa hết, đang tới đoạn hay, hắn ca giống lên. Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu, cổ lai trinh chiến kỷ nhân hồi. Hay, mùi thiệt, hết sảy luôn. Xuống ca, hắn vỗ đùi đánh đét. Má tôi ngứa mắt, chỉ tay vô mặt con trai nhưng lại nói rất nhỏ nhẹ đưa đẩy. Tao bảo mày đi mua dưa leo, đã mua chưa? Đúng là đẻ con dại, thảm hại cái đũng quần. Nhìn vợ mày đi, sáng làm tối làm, lo cho cháu tao. Còn mày, giờ này ngồi ca cổ, hả thằng chơi đánh thánh vật kia. Túy ngoạ với xa trường. Xưa này già trận, chết hết nghe chưa? Mình tao trở về nghe chưa? Sao má biết hay vậy? Biết chồng tôi khen móc khen mói, xong bà vẫn có vẻ rưng rưng xúc động. Bà chẳng thèm thay quần áo, hất hàm cho tôi, bày bánh hỏi với hao quay, ra mâm. Cả nhà ăn rồi, bà mua làm chi? Bà sang sái thái thịt rồi bày ra ba cái đĩa bé bé, bưng cho ba đứa cháu, mỗi đứa một đĩa. Ánh mắt bà nhìn thằng cháu nội lấp lánh như có lửa, mùi heo quay khiến chồng tôi quên cả ca với cổ bay vô má thong thả bầy bánh bầy thịt vô cái tô để ăn má thấy thế lại nhiếc tao chẳng còn được bao lâu lúc tao chết rồi chúng mày mà đánh mắng cháu nội tao thì tao về tao bóp cổ thôi má nói hoài hay gánh chuối hồi sáng má để đâu tôi vặn mày hỏi làm gì ăn đi má không nói tôi không ăn "Tao bán hết rồi." Má nói nhưng quay đi lảng sang chuyện khác. Tôi nuốt miếng bánh không trôi. Chắc má đã đem cho khi mưa to bán ế. đêm cả nhà nửa thức nửa ngủ phần vì mưa quá ướt hết cả chăn chiếu mái tôn đã lụp sụp còn bị bục bị nát nước dỉ xuống nền nhà nằm chỗ này ướt chỗ kia má hầu như không ngủ cứ chằn chọc lâu lâu má lại chửi cộc lốc những câu vô nghĩa má than sao số tôi khổ thế này chồng chết con khờ trong mắt má chồng tôi chỉ là gã xe ôm khờ khạo bất tài vô dụng. Mỗi khi lên cơn, thần linh thiên địa từ đâu như nhập vào má, má leo lên cây cột điện ngay trước nhà, cứ thế lôi tên thằng định thằng định ra mà mắng nhiếc. Chồng tôi lại dắt xe chuồn khỏi nhà. Tôi buồn lắm, giận mẹ đẻ tôi đã ép tôi lấy ông định, ham cái cảnh một mẹ một con. đã vậy, bà bói còn nói. Sau này về cái nhà đó, chị sẽ cầm quyền cả nhà người ta luôn. Tưởng cầm quân sung sướng thế nào, ai dè khổ thấu trời. Đi làm công nhân viên nhà nước, một nách ba đứa con nối nhau chui ra, nhìn hơn nhau như quả trứng gà trứng vịt. Chồng tôi tối ngày đi nhậu, một mình tôi cáng đáng hết. Nhiều lần đi làm về, đón ba đứa con ở nhà trẻ, về cơm nước không thấy chồng đâu, lại nhậu rồi tôi lại gửi con hàng xóm đi tìm ông, biết ngay đang ngồi quán nhậu. Thấy ông là tôi lùi ngay về. Về tới nhà là xìn, lè nhè. Không say không về, say về sao nổi. Kêu tao về làm chi, tính làm tao xấu hổ với bạn bè hả? Nói xong, ông vác cái đòn gánh đuổi đánh. Tôi dắt ba đứa con chạy đi trốn, tới khuya mới dẫn con gión rén về. Trên gác xép, má chồng sau một ngày buôn thúng bán bưng ngủ say tít má chẳng bao giờ hay biết hoặc để ý những đêm say xỉn của con trai mình và cảnh con dâu bồng ba đứa cháu nội của má đi trốn ngoài bãi kho cay đắng trước gánh nặng gia đình bao lần tôi đã cự nự tay đôi với má mùa mưa sắp hết nhưng dường như trước khi kết thúc để chuyển qua mùa khô ông trời phải xối nước xuống thật nhiều. Mưa, Sài Gòn sẽ thành cống rãnh hết. Những khu ổ chuột sẽ trở nên bẩn thỉu nhách nhác. Tôi đã bắt đầu nghĩ tới việc sửa nhà, nhưng lấy tiền đâu ra. Cuộc đời, một là chết luôn đi, hai là phải thay đổi. Có nghị định giảm biên chế công nhân viên chức, lãnh một cục rồi nghỉ luôn dùm cái. Tôi trả bàn với chồng, trả kể với bà má tâm thần, quyết cái rụp nghỉ việc lĩnh tiền sửa nhà những ngày sửa nhà là những ngày tôi mong lão chồng cứ đi đâu thì đi đừng về mà má muốn gánh bao nhiêu chuối bao nhiêu xoài qua đò sang quận năm bán thì bán giờ nào về thì về miễn sao tôi được yên thân mà sửa nhà sửa cửa rồi cái nhà cũng xong tôi gánh thêm khoản nợ việc thì đã mất Xây nhà xong nhưng không có tiền để mời bà con xóm giềng tới mừng vì tiền hết nợ nhiều. Chồng tôi buông một câu gọn lòn. Rách việc, đời ta coi bốn bể là nhà. Bà già chồng nghe vậy, ngồi phe phẩy cái quạt làm bằng mo cau mồm vẫn nhai trầu. Lần này bà nhổ toẹt ra cây sân mới, một khoảng màu đục và bẩn loang loáng. Tôi khùng lên quát. Trời đất ơi, cây nhà mới cất đẹp đẽ, mắc mớ gì mà phun bừa bãi vậy? Bà không trả lời tôi, chỉ tay vào mặt con trai bà. Không quên vén cái quần sa tanh cũ màu bạc phách lên tận đùi. May dám cởi chuồng đi ra đường không? Mà bay đặt nói giọng trượng phu với hai gái già này hả? Bình lại đây. Bà chửi chồng tôi xong, hất mặt gọi tên tôi rất nghiêm trọng. Đây, tao cho mẹ thằng Minh ít vốn làm ăn, coi như tao góp cho cháu tao. Bà đưa cho tôi một gói vuông vuông bọc nhiều lớp giấy báo, tôi không thèm bóc ra, tôi biết đó là tiền lẻ đi chợ của bà. Tôi lấy của má làm gì, má cất đi mà phòng thân. Thần tao của mẹ cha tao cho, không việc gì phải phòng với bị. Bà cất tiền vào phòng ngủ của tôi, nhét sâu trong ruột gối và cẩn thận bỏ cái gối vào tủ mấy sợi dây dù buộc hai mép tủ lại. Một kiểu tự vệ phòng thủ của cải rất độc đáo. Ý là bà đã đưa thì từ giờ số tiền ấy là của tôi. Rồi bà quay quả đi bán. Đợi má đi rồi, tôi mới vào phòng ngủ gỡ gói tiền trong gối ra. Thì trời ơi, một miếng vàng bốn số chín dày cục bọc ni lông kín mít. Cả cây vàng chứ không ít. Má lấy đâu ra số vàng này? khi mà cái nón rách má kêu không dám mua vì sợ tốn, khi mà cái áo vá ba chỗ má vẫn mặc vì tiết kiệm không chịu mua áo mới. Trong khi mỗi ngày về má đều mua nào gà, nào heo, nào bánh, nào đủ thứ đồ ăn cho các con tôi. Tôi thật lòng không muốn má chạy chợ nữa. Cuộc sống đã dần bớt khó khăn đi một chút. Cấm một bà già 50 năm gắn với cái chợ đúng là điều khó hơn lên trời. Thôi thì má cứ đi nếu thích Nhưng lạ thật Lâu xài má đâu còn bán Má cũng ít ghé chợ cũ Má đi đâu xa tít Tôi chẳng rõ má đi đâu nữa Mà sao không bán buôn Má vẫn có tiền Chiều nay tôi đi làm về sớm Dì tư hàng xóm chạy vô nhà Kêu tôi lên xe Dì chở ra công viên gần nhà Dì chỉ cho tôi phía xa xa kia Trời ơi là má chồng tôi má đi chân đất đầu trần tóc sổ tung đang ngồi co so, giơ cái mũ sách ra xin tiền người qua lại té ra má vẫn đi xin mỗi ngày tôi đau thắt ruột và xấu hổ với dì tư vô cùng tôi đến bên má gần như chắp tay lại má má ơi con lại má má thương con thương cháu má đừng làm nhục con như vậy má về đi má còn đi ăn mày thế này, mai, mai con chết cho má coi. Nhìn thấy tôi, má đứng phát dậy, bỏ đi. Rồi sau hôm đó, má không đi ăn xin nữa, má lại đi bán. Má xuất hiện trở lại ở chợ. Khiếp mấy bà bạn già mừng rơn, thấy má, họ như thấy có một sự mạnh mẽ vô hình, tiếp sức. Má nói, mấy ngày rồi tôi đi thăm họ hàng xa, nay đi bán lại thì ra má cũng sợ người ta biết nói thác đi má lại gánh chuối đi thẳng vô cổng khu trung cư mới xây ngay sau chợ bán nửa buổi đám trật tự đô thị xuất hiện thế là hai gánh chuối của má bị hốt đi má đứng giữa phố chửi váng lên nhưng cái xe đã lăn bánh má đứng bẩn thần tiếc của hai gánh chuối mua bằng số vốn đi ăn xin cả tuần không được phải lấy lại má cố chạy theo chiếc xe nhưng thân già sơ xác má vấp té giữa phố người qua lại nháo nhào họ đưa má về nhà đầu gối má tím bầm thôi dẹp từ mai tao không đi bán nữa má nói tưởng má chỉ nói vậy ai dè má không đi bán nữa thật sau cái hôm bị chặt tự đô thị thu giữ hàng cái chân đau chặt khớp sau cú ngã hôm rồi kéo theo bao nhiêu sức lực của má cả tuần liền mà ở nhà không ghé chợ. Sau hôm ấy, má bị té thêm lần nữa khi ra cửa và nằm luôn tại chỗ. Đến tối, người má tím tái co giật liên hồi, cả nhà đưa má vào viện, bác sĩ khám, cau mày. Tôi nói thiệt, nếu còn tiền thì để bà cụ lại điều trị, còn khó khăn thì nên đưa về, chẳng còn được bao lâu chồng tôi vẫn có cái tật ngồi im trước mọi sự vui buồn lớn nhỏ trong đời tôi nói còn nước còn tát cả đời má chịu khổ rồi ở viện được hai tuần tôi bán cả cây vàng của má và sợi dây chuyền để thuốc thang má vẫn không thuyên giảm má nằm bất động chỉ đôi mắt là lúc nào cũng như muốn nói má vời tôi lại đôi môi khô héo bập bẹ về má muốn về. Chắc vì má sợ tốn kém, đời má chưa lúc nào má hào phóng với bản thân. Chồng tôi nói đưa má về thôi, còn tiền đâu mà cầm cự. Tối ấy tôi đưa má về. Tôi buồn ngủ quá, dặn chồng canh má dùm 10 phút đi chợp mắt thì má đã ngủ thật sâu, một giấc ngủ dài nhất trong đời mỗi người. Má đi thật rồi, nhẹ nhàng, thanh thản Tôi nhào vào má Thế là từ giày không còn để nghe má la giày nữa rồi Tôi thật khốn nạn Tham giấc ngủ nên không ở bên má phút cuối Chồng tôi khóc quả lên Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chồng khóc Ông vụt mặt lên hai bàn tay Bờ vai rung lên nước nở Lần trong túi áo má Một tờ giấy ghi nợ Má ghi lại số tiền những ai nợ má Chẳng được bao nhiêu Má còn dặn trong đó, đời tao nợ nần nhiều rồi, người ta có khổ thì mới phải đi vay, xóa hết cho họ. Ngày má mất là ngày cung Minh đỗ đại học, niềm vui và nỗi buồn đan xen. Nó là đứa đã thoát án tử giữa những đứa bạn đồng lứa đã chết vì nghiện hút của khu xóm này. Sau này Minh được nhà trường cho du học bên Nhật, nếu còn sống chắc má sẽ vui biết bao mười năm qua đi cả khu xóm cũ đã bán nhà và đi hết nhưng ngôi nhà của má vẫn còn nguyên chồng tôi muốn bán đi chia tiền cho các con làm ăn nhưng tôi không chịu giữ lại ngôi nhà mười năm rồi lòng tôi vẫn băn khoăn ân hận ân hận vì bao nhiêu lần cãi tay đôi với má với tôi má đâu chỉ là má chồng giờ tôi cũng có con dâu nhưng chúng là người thế hệ khác hôm nay nhìn lên bàn thờ mặt